Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn các bác. Buổi tối hôm nay thì mọi người về, trước khi về thì thầy có dặn dò một số điều khi chúng ta mới về làng như vậy. Và mọi người nhớ giữ cái nề nếp thanh quy của làng cho nó yên ổn. Chúng ta về đây là có cái duyên lành thì mọi người hãy vui vẻ, chúng ta không nên e dè nhút nhát. Chúng ta hãy coi đây là cái ngôi nhà của mình. Khi chúng ta coi nơi tu tập, nơi các bậc sa môn sống, nơi các quý tăng ni cư sĩ sinh sống tu học là một mái nhà yên lành thì chúng ta hãy tôn trọng nó, chúng ta hãy biết quý trọng nó. Vì quý trọng nó thì chúng ta hãy tôn trọng cái nề nếp thanh quy, những cái quy định về đời sống của giới ở làng. Chúng ta tôn trọng cái người quản chúng, chúng ta biết hợp tác và chúng ta biết hân hoan tu tập. Khi chúng ta biết hân hoan tu tập thì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Cho nên để cái ngôi làng của chúng ta đó nó thân thiện, để cái ngôi làng của chúng ta nó tốt đẹp, luôn luôn an vui thì chúng ta hãy cùng nhau bảo nhau sống lục hòa. Sống lục hòa có nghĩa là giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ. Giới hòa đồng tu là mọi người cùng sống theo cái thanh quy, vui vẻ chấp nhận sống theo thanh quy của làng. Thanh quy của làng thì gồm có những cái quy định về đời sống nề nếp, về cuộc sống sinh hoạt ăn ngủ, và quy định về nếu thanh quy cho riêng các khu ni, khu chuyên tu là 10 giới sa di, thanh quy cho các khu cư sĩ là 5 giới cư sĩ. Và các cái điều kiện của làng cũng như là quy định về nề nếp sinh hoạt giờ giấc. Như vậy thì ai cũng sống theo giới như vậy. Giới hòa đồng tu thì cuộc sống luôn yên ổn, không có ai sống khác, không ai sống chia rẽ. Sống khác một mình một kiểu có nghĩa là sống chia rẽ. Thân hòa đồng trụ, cùng nhau tu tập như vậy. Khẩu hòa vô tranh, chứ Phật giáo không cấm nói nhưng không tranh cãi, nói nhưng không hơn thua, nói những lời tốt đẹp, sống giới hạnh, ý hay đồng duyệt. Có những cái gì cùng hay, cùng tốt thì bảo nhau cùng thực hiện, cùng làm. Cho nên thầy Pháp Lưu không có độc đoán chuyên quyền, những cái gì thầy đều đưa ra hỏi ý kiến các học trò. Cái gì nó hay thì chúng ta thầy trò cùng bàn nhau thống nhất cùng làm, ý hay thì đồng duyệt, lợi hòa đồng quân, tức là mọi người đều được bình đẳng sống, được yên ổn như nhau, từ cái quần cái áo cũng được phục vụ cho mọi người bình đẳng như nhau, rồi được mọi người được chăm sóc yêu thương, được tu tập bình đẳng như nhau, cái quyền lợi của con người được đồng đều. Ví dụ những người yếu đuối thì được chăm sóc hơn. Chứ chúng ta không phải là lợi hòa đồng quân là chia đều hết đâu nhé. Các cụ già cụ bệnh thì phải được ưu tiên cái chỗ tốt hơn. Người khỏe mạnh thì sống tham nhẫn hơn. Người già, người trẻ, trẻ nhỏ được chăm sóc, yêu thương. Đấy là sự bình đẳng. Tiến tới bình đẳng. Chúng ta hay có bình đẳng giới mà. Bình đẳng giới là để cho quyền lợi của người phụ nữ được ngang bằng nam giới, không còn trọng nam khinh nữ, để cho cuộc sống con người được bình đẳng. Đấy là giá trị nhân bản đó. Nhân bản chính là cái chỗ đấy. Nhân bản ở đâu? Cho nên ngôi làng của chúng ta đến thì các bác lần đầu tiên này, lần thứ hai đến thì các bác thấy nó có nề nếp không? Các bác thấy nó trật tự không? Các bác thấy nó có im lặng không?
có chuyện gì để cãi nhau đâu mà chẳng im lặng. Cây cối xanh mát, chim chóc thì hòa đồng, nó có sợ người đâu. Con người yêu thương. Các bác đến rồi các bác mới thấy kỳ lạ trong cái từ trường lành, cái môi trường thân thiện. Các bác nơi rừng cây rậm rạp, suối bao quanh, các bác thấy muỗi nhiều không? Muỗi có trách không? Nơi khác sống như thế này, giữa rừng cây thế này thì muỗi nó sẽ tấn công liên tiếp và không để chúng ta yên, mà nó rất nhiều đó. Nhưng ở đây thầy thấy các con vật nó đều hiền lành đó. Nó theo cái từ trường lành của con người. Cái cây, cây cối mà chúng ta sống yêu thương, sống lành đó. Những cái cây cối gần con người, trái nó rất ngon và rất sai. Các bác có để ý thấy điều đấy không? Từ trường lành, con người sống lành, phóng xuất từ trường lành. Cho nên hôm nay thầy chia sẻ cái chủ đề với mọi người, đó là nhân quả thiện ác. Thiện thì là đạo đức, mà ác thì là phi đạo đức. Cho nên chỉ có hai con đường thiện và ác. Một con đường đi đến khổ đau, luân hồi sinh tử. Một con đường đi đến giải thoát. Thiện thì đi đến giải thoát, khổ đau, làm chủ được sinh già bệnh chết. Mà ác thì đưa đến khổ đau, sinh tử luân hồi. Cho nên chúng ta không có theo cái lối tu của các tổ sư đại thừa. Các tổ sư đại thừa thì cho rằng tu hành là không có niệm thiện, không có niệm ác. Mà người ta gọi đó là vô lậu. Đó là sai hoàn toàn. Con đường của Phật giáo chân chính chỉ có thiện, không có ác. Niệm thiện, không niệm ác. Cho nên chính vì vậy mà cả cuộc đời Đức Phật Ngài dạy sống thiện, từ bỏ ác. Chứ Ngài đâu có dạy ngồi tụng kinh, ngồi thiền để không niệm thiện, không niệm ác cho quên ngày, quên tháng gì đâu. Cho nên hàng ngàn, hàng vạn Phật tử đi chùa mà có mấy người hết khổ thực sự đâu. Vì cuộc sống không có gì thay đổi. Cho nên không có lợi lạc gì. Đó là lối tu điên khùng. Lối tu hoang tưởng. Do các tổ sư Trung Quốc vẽ ra. Vẽ ra để hùa theo cái đường lối của Đại Thừa, biến tướng Phật giáo, phát triển sai đường Phật giáo. Chứ Phật giáo của chúng ta, nguyên thủy gốc gác của chúng ta, của lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, con đường của Phật giáo là từ bỏ ác và sống thiện. Chỉ có thiện, không có ác. Hoàn toàn thiện thì là vô lậu. Vô lậu ở đây có nghĩa là người giải thoát. Người giải thoát có nghĩa là người toàn thiện. Không làm mọi việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, đúng lời chư Phật dạy. Đức Phật dạy thế. Ngài đâu có dạy không làm thiện, không làm ác đâu. Cho nên nếu rõ pháp như thật, vô hại đối quần sanh, bỏ các hạnh uế ác, đây gọi là trưởng lão. Trưởng lão là người tu chứng đạo Phật, mà chính là người vô lậu. Như vậy thì Phật giáo dạy người ta sống toàn thiện, thân khẩu ý toàn thiện, đời sống toàn thiện, tâm hồn toàn thiện, việc làm toàn thiện. Mà toàn thiện thì là người đạo đức. Mà đạo đức đấy chính là nhân bản. Nhân bản chính là nhân cách con người toàn thiện. Người có thiện thì là người có nhân cách đạo đức. Và người ác là người không có nhân cách đạo đức. Ví dụ chúng ta đánh cha đánh mẹ thì có phải có nhân cách đạo đức không? Không có. Cho nên người có thiện thì có quả thiện. Chúng ta thấy chúng ta phải sửa đổi cái đường lối tu hiện nay để chúng ta sống toàn thiện. Sống toàn thiện như ngôi làng bình yên này. Chúng ta thấy các bác đến thấy
cái làng nào mà nó làng quê nào nó cũng như làng quê Việt Nam, nó cũng như làng quê của chúng ta ở đây thì nó sẽ xảy ra chuyện gì ở các bác? Môi trường được tốt đẹp, không bị hủy diệt. Có vợ chồng ly tán không? Con cái bơ vơ không? Có ghen tuông không? Ai cũng sống chung thủy cả. Có trộm cắp không? Một xã hội không có trộm cắp, các bác thấy tuyệt vời không? Có tai nạn không? Có rượu chè rồi hung ác để đâm chém nhau không? Cho nên có ai nói hung ác với nhau, có ai phải lên mạng mà sát nhau để thành những cái chuyện để cho xã hội náo loạn không? Ai cũng như làng này thì đất nước chúng ta thành thiên đường, thành nơi đáng sống nhất hành tinh này. Cho nên trưởng lão Thích Thông Lạc có để lại cái di nguyện cho đời sau là sau này các con phải dựng, có duyên thì phải dựng làng Phật giáo Nguyên Thủy để mà xây dựng quê hương, chấn hưng chánh Phật Pháp. Cho nên cái làng của thầy mọi người có thể gọi là làng thiện cũng được, làng thiện cũng được, làng đạo đức cũng được, làng tu cũng được, làng Phật giáo Nguyên Thủy cũng được. Gọi thế nào thì nó cũng đúng. Gọi là làng Phật giáo Nguyên Thủy cũng được, gọi là làng tu cũng được, vì ở đây có những người tu. Gọi là làng đạo đức cũng được, bởi vì ở đây cũng có những làng đạo đức. Gọi là làng thiện cũng được, bởi vì ở đây nhiều người sống thiện. Cho nên chỉ có việc thiện và việc ác. Chúng ta muốn sống hạnh phúc, muốn thay đổi cuộc đời, chúng ta phải sống thiện, bỏ ác sống thiện. Đây là luật nhân quả, đây là chân lý của Phật giáo. Nhân quả của Phật giáo, đây là xương sống của Phật giáo, đây là lòng tin của Phật giáo. Ngoài cái đấy chính là đạo đức nhân quả. Sống thiện tức là sống đạo đức nhân quả, sống ác là sống phi nhân bản, là phi nhân quả. Nhân bản là nhân cách con người, cho nên trưởng lão Thích Thông Lạc ngài mới nói là sống đạo đức nhân bản, nhân quả. Có nhân bản thì sẽ có nhân quả thiện, nhân bản thiện thì quả sẽ thiện. Còn sống phi nhân bản thì sẽ có quả ác. Như vậy là phi đạo đức nhân quả. Cho nên chỉ có hai con đường thiện và ác. Người tu phải sống thiện, phải sống hiền. Phải. Cho nên cái người có trí là người sống thiện. Hôm nay thầy chia sẻ cái vấn đề về thiện và ác cho nó rõ. Thầy có ghi cái bài kinh Pháp Cú lên các khu an dưỡng. Khu an dưỡng. Chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước giỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Cái người có trí tuệ là người biết sống thiện, biết làm thiện để mà thay đổi cuộc đời mình, để mà đi từ khổ đau đi đến an vui, đi từ bất hòa đi đến an hòa, đi từ thù hận đến yêu thương, đi từ sự trói buộc trong chấp thủ tà ác mà đi đến sống theo đời sống giải thoát. Đó là người có trí. Có người, có một lần chú thầy có nói với thầy là theo thầy thì người nào là người có trí, thì chú có nói là học hành đỗ đạt cao thì là người có trí tuệ. Thầy bảo không phải đâu chú ơi, anh học hành đỗ đạt tiến sĩ mà anh nói láo, anh bất nghĩa với mẹ cha, anh gây náo loạn gia đình nhà anh, để cho gia đình anh chia lìa, anh uống rượu của anh hành hạ vợ con để vợ con thù hận, gia đình tan nát. Cái người mà làm hại mình và hại bản thân mình có phải là người có trí không các bác? Đó là người ngu đó.
Cho nên tiến sĩ vẫn ngủ. Có đúng không các bác? Còn cái người có trí là người đem lại hạnh phúc an vui cho mình, cho người. Đó là lợi mình, lợi người. Đó là người sống thiện. Sống thiện thì đem lại hạnh phúc an vui cho mình, cho người. Thì gọi là người có trí. Cho nên Đức Phật mới dạy: làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú nơi nào, nơi ấy được an lạc. Bởi A-la-hán là người có trí tuệ. Thầy không có nhận là A-la-hán đâu nhé, các bác nhé. Mà rồi là người ta lại nói là thế này thế nọ để tranh chấp lẫn nhau. Mà thầy chỉ là nhận là cái người sống theo Đức Phật thôi, học theo Đức Phật thôi. Nhưng có cái điều, những gì thầy làm và mọi người tăng ni cư sĩ làm cho cái vùng đất này, cho cái quê hương này, các bác thấy nó an lạc không? Cho nên Phật giáo ở đâu thì yên vui ở đó, Phật giáo ở đâu yêu thương ở đó. Chứ không phải là chúng ta nói suông miệng lưỡi kinh sách với nhau. Ở đây những người sống không theo giới, nói như trưởng lão là đuổi ra ngoài. Nhưng nhiều người hiểu sai cái từ đuổi nhé. Hôm nay con sư cô Như Ý, hôm rồi sư cô Như Ý con nói với làng khóc, rồi ghi âm cho thầy, rồi gửi cho thầy, rồi khóc bảo con đi vô trong kia, người ta đuổi đi, người ta đốt quần áo của chúng con, người ta còn cho cả những người tay chân hung ác vào để dọa nạt, xua đuổi chúng con đi. Như vậy là một cái nơi giảng đạo đức mà lại sống phi đạo đức đấy. Ở đây thầy nói đuổi ấy, chứ không phải đuổi theo cái kiểu hung ác không? Như loài thú dữ đâu. Chúng ta thấy cái thầy hiệu trưởng trường học mà đuổi học sinh chưa? Đuổi là đuổi trong cái sự có giáo dục. Đuổi là mời ra khỏi, từ nay trở đi không được ở đây nữa, từ nay ở đi không còn đủ duyên tu học nữa, vì phạm quá nhiều, cho về nhà để suy nghĩ, để sửa chữa. Khi nào mà biết suy nghĩ sửa chữa thì quay lại chưa muộn. Thầy thường nói với những người, những ít người bị đuổi khỏi làng này như thế lắm. Bởi vì ở đây mọi người đều giáo dục nhau, và thầy và mọi người rất là ân cần giáo dục, chia sẻ và động viên. Cho nên những cái người mà tái phạm đi lại thì có những lúc vì tình con người, vì tình con người mà vẫn phải, người ta đi rồi mà thầy trò vẫn đứng ra cổng đó, đứng ra cổng thấy thương đó, nhưng mà cũng vẫn hy vọng họ quay về tu học cho đỡ phí cuộc đời. Chứ không phải đuổi như đuổi tà, mà đuổi mắng nhiếc rồi dọa nạt rồi đốt quần áo đâu. Đó là phi nhân bản, đó là hung ác. Mà hung ác như vậy thì không thể nói là một cái nơi tu hành của Phật giáo được. Nó thiếu nhân văn, thiếu nhân bản. Có lẽ trong sinh thời thầy học trong hệ thống của những cái trường khoa học xã hội và nhân văn, phải hiểu cái nhân đạo đối với con người. Cho nên cuộc sống văn minh tiến bộ nó phải như thế. Chứ Phật giáo không phải phi đạo đức như thế. Chứng hay không nó ở cái chỗ nhân từ đó. Chứng hay không nó ở cái chỗ lòng thương yêu con người. Anh mạt sát người ta, anh đốt cả quần áo người ta, anh bảo không cho tu đây nữa. Đó là những người hung ác, một nơi hung ác. Một nơi hung ác như vậy mà lại nói là của Phật giáo thì thật là đáng xấu hổ. Như sư cô Diệu Tuệ ở đây này, người ta lột cả quần áo, người ta đánh, người ta làm đủ trò. Thầy thì giang mặt tay ra, đứng trước sự phỉ báng của mọi người. Họ còn dọa nạt thầy mà thầy vẫn phải hy sinh đứng ra bảo vệ, chìa bàn tay ra đón lấy, chấp nhận bị người ta chống đối, chấp nhận bị người ta dọa nạt,
thầy thương phải đón lấy. Ngày xưa cái bà Pachakara, bà ấy điên cuồng, gia đình tan nát, bà ấy chạy chân chuồng hết cả quần áo đến, mà Đức Phật còn mọi người ngăn lại không cho vào gặp Phật, không mảnh vải che thân. Đức Phật bảo hãy để cô ta vào đây, và ngài dặn lấy y áo đắp cho. Đứng trước lòng nhân từ ấy, cô ấy bắt đầu tỉnh dần, kể hết lại mọi cái nỗi khổ sầu cuộc đời. Và sau này Đức Phật nhận làm đệ tử, gọi là thập trong thập đại thánh ni, có gì thánh a la hán Pachakara. Cái Phật giáo nó nhân từ thế, nó đâu có hung ác đâu. Cho nên cái đức hiếu sinh làm đầu rồi. Cho nên một người muốn thay đổi cuộc sống ấy, muốn phước đức ấy, Đức Phật bảo sống phúc đức, chết phúc đức. Muốn thay đổi cuộc đời thì phải thiện. Khi nào chúng ta khổ đau, chúng ta hãy hướng thiện. Nếu người làm việc thiện, hãy tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Ở đây làm thiện không có nghĩa là chúng ta phải đi làm từ thiện đâu các cô, các chú nhé. Mà ở đây là mình làm thiện không làm ác, có nghĩa là ví dụ như mình chuẩn bị sát sinh, giết hại người hại vật thì mình không làm nữa. Đó là mình biết đó là làm ác. Rồi mình biết sống yêu thương, đó là làm thiện. Đây là hành động, lời nói, việc làm của chúng ta, chứ không phải chúng ta đi làm từ thiện. Làm từ thiện thì dù các cô các chú có nuôi được cả thế giới này thì cũng không có, cũng chỉ là cho ăn thôi, cho mặc thôi. Cho ăn là cho lực, cho mặc là cho sắc, cho xe là cho lạc. Ai cho người chú xứ, người ấy cho tất cả. Ai giảng dạy chánh pháp, người ấy cho bất tử. Cho nên cái cuộc sống bất tử của chúng ta không phải là không chết đâu. Bất tử ở đây đó là cái niềm an lạc, cái sự thanh thản, cái tâm hồn niết bàn ở đây có nghĩa là không còn khổ đau. Còn khổ đau chúng ta không còn luân hồi sinh tử, đời sống này đầy đủ hạnh phúc. Hạnh phúc mà chết hạnh phúc, chết trong mãn nguyện. Cho nên chỉ có thiện thì đi đến niết bàn. Thế thì thế nào là thiện, thế nào là làm thiện, thế nào là làm ác, thì Đức Phật có dạy giới cho chúng ta. Giới đức làm người, cái việc tu học đầu tiên phải giới đức làm người. Đó là giới đức hiếu sinh đầu tiên. Chúng ta khi đổ vỡ nhân quả, chúng ta hãy biết thương yêu nhau, hãy biết sống nhân từ, khoan dung, thì nhân quả sẽ thay đổi, chuyển đổi nhân quả mà. Bây giờ thầy nói ví dụ, nhà các cô các chú đang hoạn nạn, đang vỡ nợ, đang buồn khổ, đang lo toan, mà các cô các chú không biết điều sống thiện, mà mình cứ cãi vã nhau, chửi bới nhau, oán trách nhau, nhân quả nó có hết không các cô? Mình có vượt qua nổi không? Không thể thay đổi được. Cái đức hiếu sinh về đổ lỗi cho vợ, đánh đập vợ con, nhiếc móc chồng con, cái việc đó. Cho nên cái đức hiếu sinh làm đầu. Không, chúng ta thấy những cái nhà làm nghề giết mổ đó, các cô bác đi hỏi khắp thế gian này xem có cuối cùng có ai được yên ổn không. Cho nên mình phải từ bỏ việc ác, không làm hại người hại vật nữa. Chúng ta hãy sống từ cái tâm ác, chúng ta chuyển xuống thành yêu thương, chuyển sang thành yêu thương, sống yêu thương người thương vật. Cái tình thương nó kỳ diệu lắm các cô ạ. Nó làm cho chúng ta đi qua khổ đau. Cái từ trường của lòng yêu thương đó, nó làm cho các bác phước đức đủ đầy. Một người chỉ cần sống đầy đủ lòng yêu thương thôi,
thì các bác không lo gì đâu các bác ạ. Có đức mật sức mạnh. Chỉ sợ mình không đủ lòng yêu thương thôi. Chứ sao phải lo, tôi không được cúng, các tăng ni cũng vậy, là sao lo tôi không được cúng dường, lo người ta cúng dường cho người khác phải dặn dò. Trời ơi, thầy cho cô Tô Thuận cô ấy cho thầy xem một cái, thầy bảo trời ơi, tu chi thế này. Có đức mật sức mạnh, trời người kính lễ, sao phải lo, mình không có chi. Đức Phật ví xiêm y như trên trời rơi xuống. Cái ngày thầy trò về đây có bác sĩ Hồng Hà hôm nay, phải, bác sĩ Hồng Hà thường xuyên về đó. Bác sĩ Hồng Hà đứng dậy cho mọi người xem nào. Hôm nay thầy không cho cô Tâm Thuận ghi hình, thầy chỉ cho phát trực tiếp cho các trò phương xa thôi. Bởi vì ghi hình lên rồi sinh ra ngạo mạn, sinh ra cái tôi cái ta cá nhân, chúng ta nghe để hiểu đó. Cái ngày về đây các trò cứ lo thầy không có chỗ cho người tu rồi thầy không thể dựng lên, sóng gió khó khăn triền miên, thầy bảo các con đừng có lo, đừng có lo, rồi người lành sẽ đến, sự việc lành sẽ đến. Sau 6 năm trời, một làng Phật giáo nguyên thủy mọc lên, tuyệt vời không các bác? À, đó. Cho nên Phật giáo đập tan thuyết số mệnh có thể thay đổi được không? Có chứ, vì nhân quả có thể thay đổi được. Ngày thầy về đây, các chú công an nghi ngờ thầy tà đạo gì, bắt lên đồn. 3 lần thầy vẫn giữ hòa khí, vẫn an hòa, để dần các chú hiểu. Bà con xua đuổi thầy, cấm thầy, nghĩ thầy là ai đó, tuyên truyền cái gì. Rồi thầy cứ sống lành, mọi người hiểu ra. Giờ bà con xung quanh tin yêu, mọi người quý mến làng tu chúng ta, người ta học theo đó. Cho nên khi cần chứng minh thì có chứng minh. Trưởng lão Thích Thông Lạc nói là sau này có những người tu khi cần chứng minh người ta sẽ chứng minh. Chứng minh bằng cái hành động thiết thực, chứng minh bằng cái đời sống thiết thực, chứng minh bằng cái nhân quả thiết thực, đạo đức thiết thực. Chứ không phải chứng minh là tôi thuộc kinh, thuộc sách, ông Phật cũng nói này, tôi thì đúng ông sai đâu. Chứng minh bằng cái đời sống thiện đây này, thiết thực đây này. Chứng minh mà nhìn mặt mũi con người trong làng tu, ai cũng hiền lành, ai cũng im lặng, ai cũng nghiêm trang, đức hạnh. Cư sĩ thì ra hồn cư sĩ, tu sĩ thì ra hồn tu sĩ. Chứ sống thì tu sĩ thì lại không ra hồn tu sĩ. Bận rộn chuyện, không có buông xả sạch, không chọn sanh nhi, con đường lũ sạch sanh nhi. Tiền bạc nhà cửa xe cộ tu sĩ còn hơn cái ông thủ kho. Cư sĩ thì lại không ra hồn cư sĩ thì lười nhác làm ăn, cư sĩ thì trốn đời, bỏ mẹ bỏ cha, bỏ vợ bỏ chồng, trốn tránh trách nhiệm. Cư sĩ thì lại không có hiểu biết. Cư sĩ phải là những người sống lành, sống thiết thực. Tu sĩ phải làm gương cho cư sĩ đời sống phạm hạnh, sống ly tham, để mà cư sĩ hướng tới đời sống giải thoát. Ta hiện nay thì nhiều nơi thì toàn ngược đời, ngược lại. Cư tu sĩ thì cày cuốc, kiếm thêm việc làm, rồi là xe cộ nhà cửa, đất đai, con nuôi con nấng, nuôi trẻ mồ côi rồi đủ các thứ, làm cha làm mẹ ôm thêm. Mà cư sĩ thì lại học đòi, bê bát đi khất thực. Các bác thấy ngược đời, bỏ bê con nhỏ không ai nuôi, đến ngồi nhập thất bê bát đi khất thực, không ra hồn cư sĩ, không có đúng đạo đức nhân bản. Cho nên 12 cửa vào đạo thì không thông suốt, thì không phải một tỳ kheo dạy đạo, anh có thông suốt đâu.
anh có thông suốt đâu mà anh dạy ai vào vào thế nào là đạo giải thoát, người ta đi đường nào có biết đâu. Cho nên hôm nay thầy chia sẻ với các bác cư sĩ, về các bác tu sĩ, về cái việc chỉ có sống thiện, khi nào mình sống thiện, sống giới đức. Chúng ta sống theo giới đức trung thủy, không tà dâm, trung thủy với vợ với chồng, không ăn mặc hở hang, không tà dâm tà ý, không nói chuyện đàn ông, không bàn tán chuyện đàn bà, tức là chuyện dâm dục, nói lời nói cũng tà dâm, thân không tà dâm, thì đó là cái đạo đức, đó là cái đức trung thủy, đó chính là sống thiện. Thiện nên đi lại vợ chồng người mà để rồi là để cho vợ chồng chia lìa, con cái bơ vơ, hành hạ nhau, ghen tuông lẫn nhau, cái đó Phật thiện hay ác các bác? Đức Phật gọi là món ăn hôi thối, món ăn bất tịnh. Cho nên vô lậu là không còn uế ác, chứ không phải vô lậu là không còn niệm thiện, không niệm ác, sống ngơ ngơ đâu. Sống lên chùa mà tụng kinh ngồi thiền để mình không nghĩ, không diệt đi ý thức đâu. Cho nên Phật giáo nó có giá trị cho cuộc đời này như thế. Nó giúp cho xã hội chúng ta hòa bình, bình yên, giúp cho xã hội tốt đẹp. Mà đạo đức thì xã hội nào cũng cần, gia đình nào cũng cần. Một gia đình mà làm ông làm bà mà có tuổi cao rồi mà vẫn còn đàn đúm, vẫn còn ăn mặc hở hang như đứa trẻ thơ, như vậy có phải người già đức hạnh không? Cho nên già có giới thì được hạnh phúc, con cháu sẽ nề nếp, gia đình sẽ, con cháu sẽ hiếu hạnh, nó kính lễ ông bà, vì ông bà nhân đức, ông bà sống đúng phạm hạnh. Không nói láo chính là sống thiện, chính là làm thiện. Nói láo ở đây có nghĩa là nói những lời hung ác ấy, nói những lời thô tục, nói những lời vu khống bịa đặt cho người, nói những lời mà sai trái cho người khác, nói lời đặt điều cho người khác, đó là sống ác. Chúng ta thấy vì sao trưởng lão Thích Thông Lạc không dạy nữa? Tu là không có lập đạo tràng để sinh hoạt. Các bác biết lý do vì sao không? Bởi vì Phật pháp ấy, tự mình tu, tự mình chứng. Phật pháp là mình lo việc mình. Phật pháp là cái đức buông xả. Bây giờ tụ tập lại là ông nào, bà nào cũng thuyết hay, cũng khoe khoang học thuyết, thì cũng khoe khoang giới hạnh, rồi là đưa ra phê bình lẫn nhau, rồi đưa ra kiểm điểm lẫn nhau, rồi họp hành nghị sự bàn luận. Như vậy nó sẽ thành một chốn phân tranh. Cho nên các cô các bác về làng tu không bao giờ thấy làng tu chỉ có giảng dạy điều lành, không bao giờ có hội họp bàn luận nghị sự nào là chuyện này chuyện nọ, chuyện đưa người này ra. Trước có những người bảo sao thầy không họp lại, thầy đưa cái cô ấy ra ánh sáng, cô đưa cô ấy ra. Bảo thầy mới nói là thầy nhắc đủ rồi, trò nghe đủ rồi, bây giờ ai cũng có cái lòng tự trọng, họ không còn đủ ấy tu nữa thì chúng ta có thầy và những người giúp việc nhắc nhở và đưa họ ra khỏi, chứ bây giờ họp hành làm chí, danh lợi gì mà họp hành mà đưa ra mà mổ xẻ mà tranh cãi nhau. Cho nên chúng ta hãy tha thứ. Chứ không phải một cái tu viện, một cái chú xứ mà lại như một cái hội họp, như bàn luận rồi như một cái giống như một cái phường chợ ấy. Nó không có đúng nơi thanh tịnh. Nơi thanh tịnh phải nơi đầy đủ yêu thương. Mà nơi đầy đủ yêu thương tránh cãi, họp hành kiểm điểm lôi nhau ra làm chí. Mà ở đây là có sự quản chúng,
có sự quần chúng, có sự nhắc nhở. Nhắc nhở không được thì mời họ ra khỏi. Thế thôi. Cho nên cái cách làm cũng thể hiện đầy đủ nhân đức yêu thương, không có nói ác như thế, không có chửi bới người ta, cũng không có xua đuổi người ta như kiểu là đuổi kẻ cướp vậy, không có đánh, hung ác, không có hung ác, lời nói không có hung ác. Cho nên mọi người có sống ở đây mới hiểu đời sống ở đây là toàn thiện. Rồi không, cái đức không có sống thiện nữa là cái đức ly tham. Mình không có trộm cắp của người khác, rình mò trộm cắp của người khác, không ăn trộm ăn cướp. Rồi cái đức minh mẫn sáng suốt, mình không có nghiện ngập rượu chè ma túy, không có bê tha. Mình sống minh mẫn, sống ngay ngắn để giữ bình yên cho mình, cho người, cuộc sống này. Chúng ta thấy có những người rượu chè và hung ác, đánh đập vợ con, rượu chè say và chửi bới, những người gây tai nạn, những người đạo đức ở đó, rồi nghiện ngập ma túy để tan nát cửa nhà. Ma túy là đưa đến con đường gì? Ngày xưa thầy hay có câu, đọc cái câu khẩu hiệu ma túy là đưa đến con đường, đường chết. Thầy đồ án tốt nghiệp của thầy, mọi người có lẽ không biết là khi thầy tốt nghiệp, thầy làm thực tập sinh tốt nghiệp là thầy đạt điểm ưu, mà cái chuyên đề của thầy đó là phòng chống ma túy, bởi thầy học chuyên ngành về phòng chống tệ nạn xã hội. Đấy là chuyên môn của thầy. Và thầy ra thầy công tác đầu tiên là thầy công tác trong ngành xã hội, chăm sóc các gia đình chính sách, những người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi. Có lúc thì thầy tham gia vào công tác phòng chống ma túy, nên làm cái công tác xã hội đấy nó cũng dạy cho thầy một cái cách sống nhân văn, thương yêu cái người yếu thế, người cô đơn, neo đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi. Cho nên thầy có cái duyên với Phật pháp vì cái đời sống đấy. Vì cái đời sống mình hướng thiện, cho nên khi đang làm, khi đáng lẽ được cất nhắc phát triển trên đường công danh sự nghiệp, thầy cũng là niềm tự hào của gia đình. Gia đình thầy cũng là một gia đình có địa vị. Nhưng mà cuối cùng thầy đã chọn con đường Phật pháp vì thấy nó thật là tốt đẹp cho cuộc đời này. Khi được nghe những cái lời dạy của trưởng lão Thích Thông Lạc, thầy nghĩ rằng thật là tuyệt vời. Mình sẽ đi theo con đường ấy và mình sẽ làm nên những cái kỳ tích cho đời. Mình sẽ cùng những người bạn lành làm nên những điều lành. Cho nên trải qua bao nhiêu sai lầm, cũng có những lúc sai lầm phải hối hận, có những lúc thế này thế kia, nhưng cuối cùng thầy đã đi về, thầy đã về với bản thân mình, và thầy đã chiến thắng được cái vô minh của mình, cái dại dột của mình, tà ác của mình, sai lầm của mình. Trên đời có hai hạng người đáng được tôn quý: hạng người thứ nhất không bao giờ phạm tội, hạng người thứ hai có sai lầm biết sửa sai. Trong đến ngay ông Phật còn sai lầm 6 năm sống khổ hạnh theo Bà La Môn. Cho nên thầy và các quý tăng ni ở đây, các cô bác ở đây, hôm nay chúng ta có mặt ở đây, có ai không tránh khỏi sai lầm đâu. Nhưng sai lầm cũng có nghĩa là chúng ta gục ngã. Mỗi lần ngã là một lần đứng lên. Đáng trân trọng nhất của đời người là đứng dậy sau khi ngã. Cuộc đời chúng ta có những lúc phải đổ vỡ, có thế chúng ta mới biết cuộc đời là gì, biết đứng lên ở đâu.
Cho nên đứng trước mọi sự việc, chúng ta một người muốn thay đổi cuộc đời, muốn thay đổi nhân quả, chúng ta cứ hân hoan mà làm thiện đi. Trường lão dạy rồi, mà các bác tin nhân quả nó kỳ diệu lắm các bác. Cái nhiệm màu nhất của Phật Pháp đó là cái đức nhân quả, cái lòng tin nhân quả. Mình cứ làm thiện đi, cứ sống thiện đi, sống giới đức làm người đi, thầy đảm bảo điều nhiệm màu, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Người lành sẽ đến, sự việc lành sẽ đến. Chứ chúng ta không thể nào ngồi mà cầu mong thiện, ngồi mà xin Phật, Bồ Tát nào gia hộ được cho chúng ta. Chỉ có tự chúng ta, chúng ta trồng cái gì chúng ta hưởng cái đó. Rồi các bác sẽ thấy làng Phật giáo Nguyên Thủy Yên Bái sẽ ngày càng lớn mạnh vì trồng phước đức. Còn rất nhiều nơi cũng mọc lên rồi sẽ lèo tèo đi vì anh trồng cây độc. Thầy rất là kính trọng các quý tăng ni, từ khi đi chùa kể cả sư, các sư ở bên chùa Đại Thừa cũng không bao giờ thầy dám hung ác với các sư. Lúc nào thầy cũng tôn trọng, vì người ta dù có sai lầm, người ta có tu sai, nhưng cái người mà hướng Phật dù ít dù nhiều, người ta hơn người đời, mình sao hung ác với họ được. Cho nên cái chuyện mà lột quần áo, đốt quần áo tăng ni mà đuổi đi thì hết phước rồi các bác ạ. Thầy cũng nói với cô Tâm Thuận, hành động đấy là hết phước rồi. Cho nên chúng ta hãy biết tôn trọng đời sống lành của chúng ta, lời nói thiện, suy nghĩ thiện, việc làm thiện, sống năm cái giới đức làm người cho nó trọn vẹn, đáng đủ hạnh phúc lắm. Chứ miệng nói một đàng, thân làm một nẻo. Miệng thì nói đạo đức giảng suông xa xả, nhưng thân thì làm ác một nẻo. Miệng thì mình nói mình là tu sĩ trọc đầu, ba y một bát xanh y, tài sản xe cộ nhà cửa chất chứa, con cái ôm thêm. Ông sư nuôi chục đứa con nuôi đó hả? Xong rồi lý sự là của tôi thương thì tôi nuôi, đây tình thương. Đây không có phải Đức Phật dạy bố thí hành đúng pháp là điểm lành tối thượng. Mình là tu sĩ thì phải ra hồn tu sĩ, phải buông xả sạch. Hãy giao những đứa trẻ con cho cư sĩ nuôi. Ông người tu sĩ, ông tỳ kheo làm bố trẻ con, người ta bỏ đi không được, người ta thu xếp để người ta đi tu không được, ông ôm thêm. Trời, lậu dục đó. Tu sĩ, đây trưởng lão nói mà, tu sĩ không ra hồn tu sĩ nó là chỗ này. Ngày nay những đứa trẻ ấy, thầy làm trong công tác trong ngành bảo trợ xã hội bao nhiêu năm, 10 năm, thầy biết những đứa trẻ ấy, chúng ta cứ nói là chế độ rồi xã hội chúng ta bất công ấy, rồi không chăm lo những đứa trẻ mồ côi, xin thưa ấy, là ở tỉnh nào cũng có trung tâm bảo trợ xã hội, người ta nuôi dưỡng trẻ mồ côi các cô bác nhé, được học hành đầy đủ, được nuôi, có các chăm sóc viên, có các ban bệ chăm sóc đàng hoàng, không để những đứa trẻ mồ côi nào không được học hành, không được. Đấy là một cái tính nhân văn của xã hội, một xã hội tiến bộ. Người già cô đơn không nơi nương tựa, không con không cái, lang thang ngoài đường, chẳng qua là người ta cứ thích đi như thế thôi. Chứ có trung tâm bảo trợ nhà nước đưa vào nuôi mà. Bây giờ người ta có trung tâm đấy, tại sao mình thương con đứa trẻ đó, nó để ở chùa nó nghèo nó khổ, tại sao mình không gửi nó vào trung tâm bảo trợ mình đi. Thế bây giờ đi khất thực thì ông tỳ kheo một tay điệu con, bê con tay trái bê bát à? Tù sao? Đang giảng đạo thì cô cư sĩ cô ấy gọi thầy ơi thầy về, con thầy thì nó đi bậy à? Nó không đúng oai nghi của một vị tu sĩ Phật giáo, không ra hồn tu sĩ. Cho nên con đường của cư sĩ khác, con đường của tu sĩ là khác nhé các bác nhé. Các bác đừng có làm ngược lại. Làm ngược lại là ngược đạo, là ngược đời.
Cư sĩ là những người tại gia phải sống hết lòng, sống hướng thiện. Tu sĩ tu con đường cái phá cái cửa sanh y là phải buông xả sạch, cạo bỏ râu tóc, đắp cà sa, sống không gia đình, không tài sản. Con đường này là con đường tu nhanh nhất. Nhưng không phải ai cũng có đủ cái duyên đấy. Có người làm như thế thì sẽ gây ra cái khổ cho người khác. Ví dụ cha mẹ già bây giờ ông buông đi tu, không ai chăm sóc. Nếu không có anh em thì mình phải ở nhà chăm sóc mẹ cha. Con ông còn nhỏ, không thể bỏ con một cái mà ông đi bê bát khất thực. Khất thực lấy gì nuôi con? Cho nên là tu sĩ phải ra hồn tu sĩ. Thầy Pháp Lưu xuất thân là một cư sĩ, đi lên từ một cư sĩ, sống theo một cư sĩ, là mình sống trọn vẹn cái nhân bản của một người cư sĩ. Tu đến khi nào mà gia đình, vợ con nó nuôi cho mình chuyên tu, nuôi cho mình nhập thất mình tu. Đó các bác, trưởng lão còn dạy cái này, cư sĩ có thể tu chứng đạo. Tại sao các bác không tin? Các bác cứ học theo những cái người ta dạy nó không có đúng đâu. Đáng lẽ cái ông bà này sống ở đời năm giới đức để trưởng thành thì lại cho người ta vào nhập thất, chết người ta rồi, hại người ta rồi. Cho nên dạy đạo sai là chính là giết người mà. Cho nên ở đây thầy đều phải xem xét nhân duyên nhân quả. Đặc tướng đó các bác, đặc tướng tức là đời sống nhân quả của vị ấy, cái thân thọ tâm pháp của vị ấy. Pháp thì gồm có cả nhân quả của vị ấy. Vị này đã được xuất gia chưa, vị này đã nên chuyên tu chưa, hay vị này cần làm những việc gì, thông hiểu những gì cần thông hiểu, tu tập những gì cần tu tập, dứt bỏ những gì cần dứt bỏ. Những việc cần làm cơ mà để tu tập, mình không biết làm đúng là mình sai đó. Cho nên cái làng Phật giáo Nguyên Thủy của chúng ta ngày nay nó có khu chuyên tu nam, khu chuyên tu nữ, tăng ni và các tu sinh, có khu cư sĩ, làng cư sĩ vây quanh. Để có trung tâm an dưỡng, có khu an dưỡng. Một cái mô hình như vậy để cho mọi người thì chúng ta thuận duyên tu tập. Chúng ta thì để đường tu không còn khó khăn mệt nhọc thì phải thân cận bậc thiện hữu tri thức. Là như vậy. Để được giúp đỡ, để được chỉ bảo, để được chia sẻ, để được chỉ đường. Cho nên ai mà đi ngược lại cái đời sống của đời sống dưới đức ấy là người ác. Sát sinh là việc ác, tà dâm đi lại vợ chồng người là việc ác, quế ác mà. Quế bẩn hôi thối, nói láo, nói hung ác là việc ác, nói lật lọng, nói lật kèo, rồi say mê, mất trí, ma túy việc trẻ, việc ác, tan nát gia đình, trộm cướp là việc ác. Cho nên chúng ta sống theo cái vậy. Còn ở đây ấy, các tu sĩ Phật giáo, các khu chuyên tu, chuyển thêm các giới nữa. Thêm các giới nữa. Không ăn phi thời, không ngủ phi thời. Ngày một cơm một bữa, xin ăn, tu tập. Không ca hát nữa, giữ cái giới đức trầm lặng. Một cái người tu mà còn ê a, theo nhạc, còn nhảy nhót hát ca là không phải là một tu sĩ Phật giáo. Một người tu mà ưa thích hội hè không phải là một người tu sĩ Phật giáo. Cho nên thầy hay khuyên tu viện Chân Như là không nên tổ chức hội hè. Một cái người tu mà còn thích hội hè không phải một tu sĩ Phật giáo. Mà không phải một tu sĩ Phật giáo thì lấy gì cho người đời học theo? Đi sai đường, phá bỏ cái giới đức trầm lặng, thích huyên náo ồn ào. Đức Phật dạy là người ham thích hội chúng, thích mọi người vây quanh, giống như vua chó rừng giữa các loài bốn chân. Ý Đức Phật nói chỉ có loài chó rừng nó mới thích bầy đàn thôi. Còn người tu là cái đời sống dưới đức trầm lặng,
không ưa ái hội hè, bàn luận nghị sự họp hành. Không có đứng lên đi tô mà đứng lên khoe khoang báo cáo thành tích như là báo cáo hội nghị thế thì đâu còn là cái nơi tu hành. Tu cái danh thì tu cái ngã, càng tu càng tăng trưởng cái ngã. Đấy là dạy người sai. Một cái người mù dắt một đoàn người mù đi xuống hố, nhưng người cứ tưởng mình sáng. Đây là một cái sai lầm mà thầy khuyên bao nhiêu lần để giữ gìn mạng mạch chánh pháp, thật sự giữ gìn đời sống của giới đức. Tu hành thì phải nghiêm chỉnh chỗ này. Mình không nghiêm chỉnh mình dạy người ta giới thì sao? Cho nên làng tu nghiêm cấm cái chuyện đó các cô các chú nhá. Hát hò loa đài, hát hò đến đây mà đi tu mà vào thất mà ngồi mà hát đâu, mà tụ tập hội họp đâu. Các bác về làng tu thấy làng tu bình yên có ồn ào không? Nó có bà giáo của thầy bao nhiêu năm gặp lại bà ấy vào làng, bà ấy không biết đây là ngôi làng có học trò của mình, học trò thầy cấp 3 đấy. Bà bảo yên vắng đến lạ thường, làng mình bây giờ đông người như thế mà như không người. Vì sao không có ai ồn ào đâu? Không hội hè, không hội họp, nghị sự bàn luận tranh cãi gì ở đây. Hơn thua gì mà, danh lợi gì mà họp với hành. Thầy sinh thời làm quan chức thì thầy đấy chán ngán cái cảnh họp hành. Bây giờ đi tu ngồi họp nữa thì hiểu là chúng ta không biết buông xả cái gì, không biết nhàm chán. Nhàm chán thì mới ly tham mới đoạn dục mới vô lậu. Giới đức trầm lặng, không ca hát, không trang điểm, sống với giới đức. Mình mộc mạc chân thật, không tô vẽ, không tham đắm sắc thân. Tu sĩ Phật giáo mà còn trang điểm, còn phấn son, còn thời trang Phật giáo nữa. Nó không ra hồn tu sĩ, cũng bằng người phàm. Một người phàm mà sống thanh tịnh, nghiêm trang thì ta mộc mạc thì ta cũng không còn ham lắm cái đó. Trang điểm không nằm trên giường cao rộng lớn. Tu sĩ Phật giáo mà sống xa hoa như ông Hoàng Bà Chúa. Ở đây là người ta chỉ có một cái thất, một cái giường nhỏ thôi. Đồ đạc đơn giản, thanh tịnh, đủ sống. Không cất giữ tiền bạc. Quý tăng, quý ni làng tu cất giữ tiền bạc là phạm vào cái thanh quy của làng. Toàn bộ, anh có thể anh đứng ra, anh làm chủ trì cái chuyện này nọ, nhưng mà tất cả là phải do cư sĩ quản lý. Kể cả anh làm tăng ni mà anh đứng đầu mà anh có cái này cái kia thì có lập lên cái này cái nọ của một để mà mọi người giúp đỡ anh thì anh cũng phải để một cư sĩ hết lòng vì chánh pháp quản lý. Tăng ni mà quản lý là tăng ni phạm giới. Cư sĩ người ta đứng ra nuôi tăng ni tu hành, người ta xây dựng chăm sóc việc lành, người ta hy sinh cho chánh pháp. Cư sĩ nhưng phải cư sĩ tốt đẹp, cư sĩ. Chứ không phải ông cư sĩ nuôi tăng ni đuổi tăng ni như là đuổi gà đâu. Tu sĩ thì nói lời hung ác, bất kính với tăng ni, cư sĩ thì quyền hành, hung ác chứ. Nên được một cái nơi tu hành tốt đẹp là phải ở làng đấy, thầy phải chọn rất là kỹ những người quản lý giúp đỡ thầy, những người quản chúng thì chọn cô giáo Oanh thị giả cho làng. Là vì sao? Cô ấy đã là một hiệu trưởng dạy học mà nhà giáo hiểu biết những việc sống đạo đức, quan hệ đối xử ứng xử với người, những người quản lý bếp ăn, những người thầy đều phải động viên, thầy đều phải là những học trò thầy thân cận thầy
Thầy chỉ bảo từng tí một. Cho nên từ cái người, từ cái chú Đô lái xe, chú đem xe vào đấy, chú tình nguyện đưa đón những người bệnh già yếu đi lại cho đỡ khó khăn này, trẻ nhỏ này, đưa đón đoàn đi xa để cho tiện lợi, để đỡ vất vả. Nhưng mà chú ấy, mọi người được đưa, được cư sĩ Đô đưa đón thấy thế nào? Nó hiền như cục đất ấy chứ. Cho nên thầy muốn xây dựng một cái làng, làng Phật giáo là nó phải ra làng Phật giáo. Nó phải sống lành, sống thiện không ác. Cho nên các bác đến đây không có ai nạt nộ các bác cả. Các bác sống như nhà mình, sống thấy coi như một mái nhà thân thương của mình. Nhưng chỉ khác cái nhà của mình là ở đây nó có đời sống của Thanh Quy các bác nhé. Như vậy chúng ta tẩm sống trong cái giới lành như vậy, cái từ trường lành nó không mất đi đâu các bạn, nó đi theo các bác. Chúng ta về nhà chúng ta tập sống theo giới như vậy, sống theo đời sống của làng này, chúng ta sẽ được lợi làng. Sống theo như vậy là lợi mình và lợi người. Mình được lợi và người cũng được lợi. Thì nhân quả làm sao nó không thay đổi các bác? Các bác có lòng tin sâu nhân quả như vậy thì chắc chắn điều lành nó sẽ đến với các bác. Các bác hãy tin đi. Nếu các bác sống hân hoan làm thiện, hân hoan sống thiện như vậy mà cuộc sống của các bác nó không có may mắn thay đổi, thầy thôi, thầy chẳng ra nói chi nữa, thầy cũng chẳng phát triển cái làng này làm cái gì nữa. Cho mọi người đến đây tu học, học tập làm cái chi nữa. Cho nên chúng ta sống thiện như vậy, sống hiền như vậy. Chứ thầy không so sánh thầy với ai cả, mà thầy chỉ nói ví dụ như thế để cho có cái mà chúng ta, thầy không hơn thua, mà thầy chỉ nói như vậy, nói cái sai của cái nơi này nơi kia để chúng ta rút kinh nghiệm, chúng ta nhìn ra đâu mới là cái đúng. Đúng ở đây là đâu là thiện, đâu là ác. Thiện thì là đúng, ác thì là sai. Nơi nào sống thiện là nơi đúng, nơi sống đúng đạo. Nơi nào sống ác là nơi sai đạo. Cho nên sống theo giới chính là sống thiện. Giới ở đây là giới đức làm người các bác nhé, giới đức làm thánh. Chứ giới luật của Đức Phật không hề khô khan, không hề khô cứng như là những cái thứ đè đầu cái cổ con người, không hề ép buộc, mà đây là chúng ta tự nguyện sống theo. Không hề hà khắc như là luật lệ của Tần Thủy Hoàng đâu, mà giới luật của Phật là cái giới để hướng thiện. Cho nên khi nào toàn thiện thì là vô lậu. Vô lậu tức là không còn uế ác. Nếu rõ pháp như thật, rõ ràng, rõ pháp là mình biết rõ ràng đâu là con đường đưa đến khổ đau, đâu là con đường đưa đến yên vui. Thiện đưa đến yên vui mà ác thì đưa đến khổ đau. Trong thân tâm mình biết rõ mình làm việc này là ác, biết hổ thẹn, làm việc này là thiện, biết hân hoan. Cho nên mình sống thế này là thiện, mình hân hoan, mình sống thế này là ác, mình xấu hổ, mình bỏ đi, không sống theo thế như thế nữa. Như vậy nếu rõ pháp như thật, vô hại đối quần sanh, tức là mình sống không có hại người, hại vật, bỏ các hạnh quý ác, đây gọi là trưởng lão. Trưởng lão là người tu chứng đạo đó, là bậc vô lậu giải thoát. Thì dù là tu sĩ hay là cư sĩ mà sống được như vậy thì đều là người trưởng lão. Còn nếu anh là tu sĩ Phật giáo mà anh sống không đúng phàm hạnh thì Đức Phật ví là như bông tai bằng đất, được bọc ngoài bằng vàng, bên ngoài thì nói lời khéo léo. Nói đạo đức thì ai nói được các bác à? Nhưng mà làm theo thì thầy thấy nói một đàng làm nẻo. Trước mặt Phật tử thì tu sĩ thì khum núm khéo léo che đậy, nói giả ngon giả ngọt để mà lấy lòng, để mà che đậy đi. Nhưng mà sau lưng thì
làm những chuyện nó không có tốt, không có đúng đạo, không có đúng pháp. Thì như vậy tu sĩ này không ra còn bông tai bằng đất mà mạng ngoài bằng vàng. Cho nên ở làng tu, thầy rất là mong các quý vị tu sĩ hãy sống đúng, đúng. Mong các cư sĩ sẽ hãy sống thiện, sống chân chính, siêng năng làm ăn, rồi chăm chỉ sống thiện, vươn lên thay đổi cuộc đời, tiến tới thu xếp nhân quả. Các bác cứ làm, cứ sống đi. Các bác đừng lo nay mai về đây không có thầy, không có thầy còn người khác. Mà các bác cũng đừng có lo là nay mai trở, mình cứ lo sống vui, sống đẹp, để nay mai trở về làng không còn ai. Trong số các bác đến đây có duyên với thầy ngồi lâu, thầy sẽ còn sống lâu. Thầy tuy còn phần tư lá phổi nhưng thầy cũng đủ lực, đủ đạo lực để thầy sống trên 100 tuổi, các bác yên tâm. Có khi các bác ngồi đây đi trước thầy rồi. Bởi vì mình suy nghĩ rằng mình sống để mình làm những việc tốt đẹp, sống thiện, thì tại sao mình không sống thêm? Thầy có thể kéo dài sự sống của thầy. Mà thích, thích chết thì chết, thích sống thì sống. Thích ngày mai thầy đi được đó, các bác ạ. Thầy không nói sai đâu. Thích sống thêm 30 năm thầy sống được đó. Mình tu thiền mà, sống thiền định mà. Định lực tăng trưởng, nhiếp phục khổ đau mà. Người đời đầy đủ lá phổi khi không sống, thầy thích, thầy chỉ còn phần tư lá phổi, ung thư thì nát hết phổi rồi, thầy sống được 100 tuổi đó. Thầy dám nói như thế, mà thầy cũng ước nguyện mình sống như thế. Vì mình thấy mình sống, mình làm được nhiều việc tốt mà. Từ một cái làng quê nhếch nhác, ở đây có ai người làng không vậy? Biết cái làng này là làng gì không? 6 năm trước cái làng này người ta gọi xóm bụi, chém nhau, giết nhau, ma túy nghiện ngập, chết chóc cái rác rưởi đầy đường, tăm tối. Không ai dám về đây ban ngày, còn không dám vào đó các bác. Để cái gì sân là mất liền. Bây giờ các bác thấy ngôi làng tuyệt vời không? Có 6 năm để cái ngôi làng này thay đổi từ ngày thầy về đây thôi đấy. Rồi các tăng ni về theo. 6 năm để thay đổi cái nơi này. Mà từ trường lành lớn thế đấy. Thay đổi hoàn toàn. Từ một ngôi làng, từ một xóm bụi đời. À, đây có Tịnh Nhi Yên Bái hả? Phương, Phương có đây không? Đó. Học trò là người Yên Bái. Biết cái xóm này là cái xóm gì. Không ai muốn về đây hết. Thế mà ngày nay thì mọi người về đây để học tập. Đó. Nhân quả có thể thay đổi đó. Các bác có thấy rõ ràng nhân quả thay đổi không? Có. Cho nên thầy làm được mà. Thầy làm thay đổi nhân quả cuộc đời, sao các bác không thay đổi được? Cho nên dù khổ đau đến đâu, dù khó khăn đến đâu, các bác hãy đứng lên mà. Nhất là các thanh niên rồi, các cái gia đình, vợ chồng, hãy đi lên bằng chân mình. Hãy xây dựng hạnh phúc bằng đạo đức nhân quả của mình. Các bác yên tâm đi. Thầy dám chắc với các bác là người lành sẽ đến, sự việc lành sẽ đến. Thầy nói, hôm nay thầy chia sẻ vấn đề thiện ác, nhân quả thiện ác như vậy. Các bác có tin không? Lòng tin là món ăn giải thoát. Tin thì phải học theo, sống theo, làm theo lời Phật. Tin thì phải sống theo giáo giới. Thì mình mới không thành những cái lời nói suông. Cho nên những ngày sống ở làng, những ngày nghỉ ngơi đến đây tu tập là những ngày các bác được sống trong những ngày hạnh phúc. Sống như vậy để chúng ta cảm nhận thấy từ trường lành. Chúng ta sống như vậy để chúng ta học theo, sống theo, làm theo. Như vậy thì khi trở về thì thầy có tạo điều kiện cho các bác là nếu các bác nào hỏi cái gì mà khúc mắc trong cuộc sống cũng như khúc mắc trong tu học, thầy dành thời gian là thầy có dùng điện thoại đó, dùng cả điện thoại thông minh. Đây là thầy có cái Zalo để thầy xem các bác mặt mũi thế nào, dạo này về tu nó có hân hoan không, có nhìn nét mặt nó có hoan hỉ không, nhìn mặt biết tu sao mà.
rồi sức khỏe các bác thế nào, cuộc sống các bác thế nào, có những cái gì buồn rầu hay không, những gì đau khổ hay không, để thầy hỏi han. Các bác có thể chia sẻ, có thể hỏi thầy. Chứ nhiều lúc nghĩ bảo thầy bận quá này, ngại không gọi cho thầy, đến lúc tự mình chập choạng trong bóng đêm, mình không có ai chỉ bày hướng dẫn, mình đi sai một ly nó đi một dặm, cuộc sống đổ vỡ rồi mới kêu, thì lúc đấy nó muộn, giúp đỡ nó khó hơn nhiều. Cho nên buổi sáng thầy dành thời gian buổi sáng từ 8 giờ sáng đến 10 giờ là thầy nghe điện thoại để mà trả lời các bác, để thưa hỏi, thì các bác nhớ gọi cho thầy, gọi vào dần. Thế còn ngoài ra chiều, buổi chiều, buổi sáng thì từ 6 giờ đến 8 giờ là để thầy đi vòng một vòng quanh làng để thầy thăm hỏi mọi người, xem xét mọi việc. Và 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng là thầy trả lời các cái học trò phương xa, các cái Phật tử ở xa. Và 10 giờ đến 11 giờ là thầy chuẩn bị cho mọi cái thu xếp để họ trai trưa. Và buổi chiều đến thì là buổi chiều là buổi của thầy rồi. Thầy nghỉ ngơi, thầy cũng như mọi người sống để cho ngôi làng nó bình yên. Mọi người không có được quy định của làng, mọi người không có được qua phía bên bà nuôi thầy, cũng như không được qua bên thầy để đưa quả cáp cúng biếu gì. Bởi vì chúng ta tôn trọng đời sống thanh quy, không đi sang chỗ này chỗ kia chuyện trò. Suốt ngày đi sang thầy ồn ào thế, hóa ra cái gia đình bên bà thầy lại thành trung tâm tụ tập nói chuyện. Còn không, bà nhà thầy thì không có nhận bất kỳ một cái gì, mà cụ sống bằng tiền của người cao tuổi đó. Cụ cũng không xin cái gì, cho nên cụ sống vậy, cụ không mọi người sang rất là khó xử, không được qua lại chỗ thầy để quả cáp biếu xén chuyện trò. Đây là quy định của làng, các bác lưu ý cho nhé, không thì về đi lại lộn xộn này, nó lại làm náo loạn làng lên, náo loạn thì náo loạn từ chỗ thầy náo loạn ra, không xông sang chỗ khác để nói chuyện. Chúng ta vui vẻ tu, ai có thân bệnh, ai có những khổ đau thì thưa hỏi thầy và thưa hỏi bên quần chúng. Thế còn ai có bệnh tật thì nhờ thầy giúp đỡ. Ở đây có mọi người, thầy phân công mọi người giúp đỡ, mọi người tu tập một cách là tốt nhất. Cho nên các bác hoàn toàn yên tâm như vậy nhé. Lần sau về cũng như vậy, chúng ta nhớ đi lại và liên hệ cho nó, đăng ký trước cho nó có cái sự sắp xếp tốt nhất, nó không gây ra lộn xộn. Bởi vì làng nó vốn nề nếp như thế, chúng ta không nên gây ra lộn xộn. Các bác cố gắng giữ gìn đời sống thanh quy của làng cho tốt, đó là tôn trọng đời sống của Phật Pháp. Công đức lớn nhất là công đức tu hành, chính là như vậy. Mình đóng góp cho sự bình yên của ngôi làng này bằng cái đức hạnh của mình. Mình nghiêm trang như vậy, người khác bốn phương đến, người ta thấy ồ, có một cái ngôi làng thật là bình yên, một ngôi làng thật là đạo đức, một cái ngôi làng thật là thánh thiện, người ta sẽ học theo, sống theo, làm theo. Đấy chính là công đức lớn nhất. Buổi tối hôm nay thầy xin tạm dừng tại đây. Thầy chúc các quý tăng ni ngồi đây, rồi các cư sĩ Phật tử, bà con ở xa về, chúng ta trở về một đời sống tốt đẹp, xây dựng Phật Pháp thật là chân chính, đoàn kết giúp đỡ nhau tu học, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau. Vì thương yêu nhau cho nên mới động viên nhau tu. Một kiếp không tu thì muôn kiếp khổ, một đời vô đạo thì vạn đời sầu. Có tu có chứng, có tu thì có được. Cho nên thầy rất tôn trọng người tu. Người tu ít, người tu nhiều, ít nhất thì người có tu có hơn. Đây là một cái niềm hạnh phúc mà các bác, mọi người tôn trọng lẫn nhau trên cái quyền bình đẳng. Thầy xin dừng ở đây.